Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Giá Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Mọi người có thể tin được không ạ? Nếu như mà chỉ với 1 tỷ 550 triệu đồng đã có thể sở hữu một căn nhà 4 tầng đầy đủ tiện ích xung quanh, căn nhà rất thoáng, vô cùng thoáng, có ban công và giá thì rất là hợp lý. Chỉ với 700 triệu đồng tiền mặt quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình đầy đủ giấy tờ, đầy đủ sổ đỏ, chính chủ, pháp lý hợp lệ căn nhà đó trong video này với cái thông số như sau: diện tích 30m, xây dựng thiết kế là 4 tầng, thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây chính là vị trí căn nhà, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài, giá bán 1 tỷ 550 triệu đồng thôi mọi người ạ. Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 1 của ngôi nhà. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ngõ rất là rộng, ngõ 2m. Và cách với trục đường ô tô đi lại là 20m. Cách với lại bến xe nghĩa là 2km. Cách với lại đường quốc lộ 6 là 300m. Rất gần với chợ dân sinh, đầy đủ tiện ích sinh hoạt xung quanh. Mời quý khách hàng theo em cụ thể vào tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng khách, một phòng bếp. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sơ sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với căn nhà này trên sổ đỏ diện tích là 30m và có ban công, mọi người có thể nhìn thấy đây, hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Hướng nhà là hướng đông nam. Toàn bộ ngõ trước nhà là được lát gạch đỏ và cách với đường ô tô rất là gần. Tầng 1 của ngôi nhà đây ạ. Với tầng 1 của ngôi nhà, gạch lát nền kích thước 60-60, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn, điện, nước của ngôi nhà này đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Với ngôi nhà này thì quý khách hàng chỉ việc dọn đồ về và ở thôi, phần còn lại chủ đầu tư sẽ lo, sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho quý khách hàng của mình. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, còn hơi ngổn ngang một chút, còn một chút chút nữa thôi nhưng Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý khách hàng. Để tránh với một số cái dự án mà chưa kịp quay lên gửi tới quý khách hàng thì đã bán mất rồi. Cho nên là có hơi bừa bộn một chút thì mong quý khách hàng của em thông cảm nha. Đấy là phần phòng khách em Ánh vừa đứng, đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà. Phòng bếp chữ L nhỏ nhỏ xinh xắn với cái thiết kế tủ bếp là gỗ sồi Nga. Và mặt bếp là được ốp đá đen, xung quanh là ốp gạch 30-60, rất là dễ dàng lau dọn vệ sinh. Phụ kiện bếp được thiết kế là chất liệu inox 304, đầy đủ về vòi bếp cũng như là chậu rửa. Phía tầng 1 của ngôi nhà thì có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của ngôi nhà, phòng vệ sinh phụ thì đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Thiết kế tầng 1 đã rất là hợp lý rồi đúng không ạ? Với 30m nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ lim 5 phi, mặt bậc cổ bậc được ốp đá xanh. Ngọc Ánh review rất là chân thật đúng không ạ? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem là cái ngôi nhà này thiết kế có ban công như thế nào, có phù hợp hay không nha. Mọi người ơi, bước chân lên chính phía tầng 2 của ngôi nhà có một cái hành lang đi rất là rộng. Hành lang đấy hướng về một cái phía nhà vệ sinh này, hướng ra phía ban công và hướng vào phòng ngủ. Mọi người theo Ngọc Ánh ra phía ban công trước nha. Đây, cái vị trí ban công này không phải là ban công giả như một số video Ngọc Ánh quay ở một số dự án khác, mà đây là ban công thật luôn, hướng ra bên ngoài, đứng ra tận hưởng cái không khí gió trời rất là mát. Có một nhà vệ sinh ở bên trong này và một phòng ngủ ở đây. Phòng ngủ rất là vuông vắn và rộng rãi nha mọi người. Phòng ngủ này cũng rơi vào khoảng tầm 15-16m, rất là vuông vắn, dễ xếp đồ đạc mọi người nha, dễ xếp những cái vật dụng ở trong phòng này, ví dụ như giường, tủ khá là hợp lý. Căn phòng thì đó mọi người thấy không, vuông. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ lim. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Ngọc Ánh chỉ muốn nhắc tới quý khách hàng thôi, vị trí của cái căn nhà này rất là gần với lại đường ô tô này, rất là gần với những cái tiện ích xung quanh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, Đồng Mai. Căn nhà này thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nha quý vị.
mà giá thì nó là siêu siêu rẻ, 1 tỷ 550 triệu đồng thôi. Đó, xây dựng thì có như thế nào thì trên video quay rất rất là rõ, từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà mọi người nha. Đây là tầng 2 rồi, vậy thì tầng 3, tầng 4 còn lại thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo Ngọc Ánh. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên thì tầng 3 mọi người có thể nhìn thấy không, phần màu sơn nó có sự khác biệt, thay đổi một chút. Tầng 2 thì nước sơn hơn ngả hồng, và tầng 3 thì nước sơn chuyển sang màu xanh. Khi mà bước chân từ tầng 2 lên tới tầng 3 thì mọi người không bị nhầm lẫn giữa tầng, giữa các tầng với nhau. Có một số chủ đầu tư thì thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà chỉ một màu thôi, nhưng có những chủ đầu tư thì khá là cầu kỳ, tầng 1 một màu, tầng 2 và tầng 3 một màu, và tầng phòng thờ một màu khác nhau để phân biệt ý mọi người. Đó là phòng ngủ tầng 3, nhà vệ sinh ở trên tầng 3 đây, rất là thoáng nha, đầy đủ hệ thống bồn cầu, sen tắm. Với cái phòng vệ sinh tầng 3 này, đầy đủ hệ thống sử dụng cho một đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng về bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống sen cây tắm. Và tầng 3 cũng có ban công hướng ra phía bên ngoài đây ạ. Đây mọi người có thể ngắm luôn, đứng từ trên phía tầng 3 mà nhìn ra bên ngoài. Xung quanh đây rất là nhiều nhà cao tầng này, nhiều dân cư, nhiều hộ dân, dân cư đông đúc mọi người nha. Rất là thuận tiện, chợ, trường, phường, trạm, gần với bến xe Yên Nghĩa. Và mời mọi người theo ngoài đến tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cũng thêm một phòng nữa mọi người ạ. Phòng này thì quý khách hàng có thể sử dụng làm phòng ngủ, có thể sử dụng làm phòng thờ, có thể sử dụng làm phòng làm việc, tùy vào mục đích công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Ngọc Ánh review thì rất là chi tiết từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, cho nên quý khách hàng xem có gì thắc mắc thêm thì có thể vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Và đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Phần sân phơi của ngôi nhà ở đây chủ đầu tư thiết kế là phần để máy giặt, sàn thoát nước. Đấy, và trên này là sân phơi, rất là thoáng mọi người ạ. Với cái căn nhà này 1 tỷ 550 triệu, đi lại rất là thuận lợi. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này và một số thông tin chi tiết về căn nhà khác, khu vực khác thì có thể gọi điện cho em theo số điện thoại phía trên màn hình nha. Bất động sản Nhà Tốt rất là hy vọng gửi tới những quý khách hàng những cái căn nhà ưng ý nhất, giá thành hợp lý nhất để quý khách hàng có thể an cư lập nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại.